Chúc mừng bốn con giáp kiếm tiền đầy túi, phát tài trong nháy mắt trong 10 ngày sắp tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu, đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đổ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được rằng trong 10 ngày tới đây sẽ có một số con giáp được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh, gặp được nhiều điều may mắn. Không chỉ thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân hỗ trợ cùng phất lên như diều gặp gió. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 10 ngày sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Sửu còn là người rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mình mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Tử vi học có nói rằng trong 10 ngày tới là một khoảng thời gian rực rỡ đối với mệnh chủ tuổi Sửu, nhất là ở trên phương diện tài chính. Dù có những lúc bản mệnh vẫn vướng phải một vài rắc rối nhất định do đồng nghiệp hoặc khách hàng, đối tác gây ra. Nhưng sau đó, các tinh trợ giúp sẽ khiến cho bản mệnh nhanh chóng tìm được hướng giải quyết thích đáng, khẳng định được khả năng của bản thân mình. Trong thời gian này, như mệnh chủ làm kinh doanh, buôn bán cần chú ý hơn. Thời cơ làm ăn sẽ đến với mệnh chủ vào ngay thời gian đầu. Bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt, tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Bên cạnh đó, những mệnh chủ làm công ăn lương cũng có thể được thưởng nóng vì thành tích vừa đạt được. Tuy nhiên, dù mọi việc có thuận lợi đến thế nào, bản mệnh chớ nên kiêu ngạo quá mức, coi thường người khác. Làm gì cũng cần phải suy tính trước sau, kỹ càng, cẩn thận gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân. Vậy nên trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc tỉnh táo và minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật,
cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thìn. Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp phát tài và gặp nhiều may mắn tiếp theo trong 10 ngày sắp tới. Tuổi Thìn thường là người rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Họ có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Họ đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục, thử thách, đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung, yêu thương con người. Tử Vi còn nói rằng, tiền bạc không phải là chuyện mà tuổi Thìn cần phải lo nghĩ trong khoảng thời gian 10 ngày tới. Người khác có thể kiếm tiền khó khăn, nhưng với bản mệnh thì không hề. Ngay từ những ngày đầu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, các nguồn thu nhập tăng vọt. Thậm chí, dù bản mệnh muốn từ chối nhưng cơ hội kiếm tiền đã tới tận tay mình cũng khó. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Khi bắt tay vào làm việc, có thể bản mệnh sẽ phải gặp nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì thành tích đạt được sẽ càng đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu. Bản mệnh cũng nên nhanh chóng thực hiện những kế hoạch mới của mình. Càng sớm thực hiện sẽ càng sớm đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Thìn hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Thìn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân là người có đầu óc khá lanh lợi, khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ trong học tập mà họ còn biết ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế dù có xảy ra rắc rối gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén này còn có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện với sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này, trong công việc họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo và tốc độ với hiệu suất cao. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy, mệnh chủ tuổi Thân sẽ là một trong những con giáp may mắn về tài lộc trong những ngày sắp tới. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian rực rỡ với vô số cơ hội để kiếm tiền về tay. Bản mệnh nên có thể yên tâm, chỉ cần bản mệnh cố gắng, nỗ lực để nắm bắt cơ hội thì chắc chắn tiền bạc sẽ đổ về ào ào. Hãy vững tin vào bản thân, chứ đừng từ chối cơ hội khi nó đã xuất hiện trước mắt mình. Thời điểm đầu, có lẽ bản mệnh sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi và có sự chuẩn bị kỹ càng, để từ thời gian sau đó, tiền bạc đổ về ùn ùn. Thậm chí có những khoản mệnh chủ tuổi Thân chẳng hề nghĩ tới cũng thu được lợi nhuận. Bên cạnh đó, một số mệnh chủ cực kỳ may mắn còn có cơ hội phát tài nhờ vận may ập tới. Tuy nhiên, khi cầm tiền trúng số trúng thưởng trong tay, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chứ đừng vung tiền bừa bãi. Đặc biệt, Thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhập vận, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa, hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hơn nữa, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Thân. Thứ tư, tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự và chữ tín
một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tử vi có dự báo, trong 10 ngày sắp tới, mệnh chủ tuổi Tuất có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt qua cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Nhưng cố gắng từ trước tới nay của bản mệnh đã được lãnh đạo ghi nhận và bản mệnh có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Cơ hội thăng chức tăng lương sẽ đến với tuổi Tuất như một điều hiển nhiên và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục, khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh và thời cơ chủ yếu đến ngay từ những thời gian đầu. Vì thế bản mệnh phải luôn ở vào tư thế sẵn sàng, không chủ quan, lơ là. Ngoài ra thiên tài còn cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Song bản mệnh không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng và lao động một cách chân chính. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thì gia cát quyền mệnh chủ tuổi Tuất cần mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đồng thời với năng lực tam hợp khí, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành cho mọi khía cạnh của bản mệnh. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị những con giáp may mắn, phát tài trong 10 ngày sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.